Ok, hello anh em nha. Thì chào mừng em trở lại kênh của mình. Mình là Vui Va đây. Và hôm nay chúng ta cũng trở lại với con Ninja với kênh nha. Thì trước mặt anh em đó là Akao, do Father nha anh em, bố của bạn ấy. Đấy, Akao đây là VIP 15 anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đấy, gần VIP 16 luôn. Là sắp bằng VN Sasuke rồi đấy anh em ạ. Ok ha. Đây, chờ em một xíu nha anh em. Được rồi, thì đấy gần bằng VN Sasuke luôn. Thì đây là cái event 7 ngày, và Akao đã quyết định là nạp để nhận mốc 10.000 vàng nhé anh em. Đó, ok chưa? Quá đỉnh luôn anh em. Đó, được rồi. Thì gói này đợt trước là mình không phát hiện ra, cho nên mình chỉ nạp cho một số người quen và có liên hệ mình thôi nha. Và tất nhiên là mình vẫn nạp full gói cho anh em nhé. Anh em nào cần nạp thì liên hệ mình. Và ở gói này cũng chỉ có hai ba người hỏi họ liên lạc thôi anh em ạ. Chắc kiểu họ tải không đúng phiên bản. Nếu mà anh em tải không đúng phiên bản á là nó sẽ không có cái event đó luôn nha anh em. Được rồi, thì event cuối tuần này nó lại là Lucky Road Test anh em ạ. Hơi chán anh em, không phải là event vĩ ha, không phải là event vĩ. Thì rồi, trước mắt là mình cứ nhận quà đó anh em ạ. Nhận quà đấy. Đó, 7 ngày. Qua 7 ngày thì mỗi ngày anh chỉ làm 1 đô thôi anh em ạ. Ủa, 10 ngàn vàng anh em. Phê 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 phê. Rồi, nhận tiếp. Nhận hết anh em, nhận tới luôn. Quà thì quá là ngon anh em. Quan trọng là mình cần cái bộ sâu này anh em ạ. Mình cần bộ sâu cho New 7 anh em. Ui nó thơm, ui nó thơm, ôi nó thơm. Rồi, xong rồi anh em ạ. Rồi, tiếp theo để là đấy, nhận mốc nạp. Ui, chắc ngày mai về kêu chủ nạp thêm 50 đô nữa anh em ạ. Lấy mốc này anh em, được hộp tool này. Quá đã luôn, đâu là vũ khí không em? À, vũ khí nhá. Rồi, nhận qua 7 ngày được thêm 70 đá. Nhận thêm rương tùy chọn nữa. À, cao này nạp thì đỉnh đó anh em ạ, khỏi bàn luôn. Đấy, 165 ngàn vàng nha anh em. Rồi, quay vàng luôn. Mới lên là 180k không? Mình nghĩ là lên được anh em ạ. 15k là chắc được. 15k chắc được anh em. 5 lần nữa mà được không ta? Hình như cái event quay mèo này cùi hơn event quay VIP anh em ạ. Event quay VIP nó ngon hơn sao? 3k này. Rồi 10k này, 173 này. Phát cuối xem được 7.000 không anh em? Không được rồi. Ui được rồi anh em ạ. Đó, ok. Uầy, phát tiếp theo nạp 2.400 nữa anh em ạ. Chắc là cao này ngày mai sẽ là 50 đô đấy. Ngon phết anh em. Rồi, quà là cái gì đây? Quà sẽ lấy vàng nha anh em. Lấy vàng lấy phút nhỉ. Thôi vàng đi. Vàng ngon hơn anh em ạ. Tích cho event GP nhá. Vàng luôn. Đá đủ không cần anh em ạ. Này ngày não full đá mà, ngày nào mình cũng xem full đá. Và mình cũng bảo luôn nha là mình vẫn nhận nạp event vẫn cho anh em nhá, với giá chiết khấu ổn nhất. Và tất nhiên rồi, nhận xem dịch vụ luôn. Ok ha. Này, đá thì bao la luôn anh em. Bắt ngát con mẹ luôn. Được rồi, 4 viên này thì mình sẽ lấy cho con New 7 này một bộ sâu Black Farm nha anh em ạ. Chưa có anh em ạ. Mình sẽ lấy 4 viên Black Farm nhá. Chưa có lấy luôn anh em. Lấy ngay cho nóng. Đó, được chứ chủ ạc xài mất 4 hộ 4 hòm anh em ạ. Rất tôn tích cho chủ ạc được 4 hòm ấy. Mà chủ ạc thì mới tập chơi anh em, xài hết luôn. Nhưng mà đây là account rất là đầu tư ở cụm server mới anh em. Riêng server một, cụm 1.600 ấy. À, cái là chùm luôn, không còn nào nó lại cả. Đó, Inter là quấn là phải gần gần 2.000 điểm anh em. Đánh Inter gần 2.000 điểm lắm mà. Đỉnh luôn. Gặp ai đấm đó anh em ạ, không ngán ai hết. Mà không biết sắp tới game cải tổ nó có hợp lý để đầu tư không anh em, chứ tôi thấy dạo này game nó hơi đi xuống anh em. Chưa mở gây là chưa update, là update chậm hơn Ninja này. Uầy, này chưa update các siêu rồi em. Được rồi, ba cục đất đỏ nhá, tuyệt vời luôn, đã luôn em. Tại vì ạc này mình xem video bữa nào ông full đó anh em, cho đâm ra là cái cuộn vàng này nó dư lắm, cúp hết luôn anh em ạ. Cuộn vàng này nó dư lắm, cúp hết luôn luôn đấy. Úp vào đánh mấy ông kia ói ỉa luôn, hơi thiếu Rio anh em ạ. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì nó luôn luôn thiếu Rio anh em, không thể đủ Rio được. Ok rồi, này thì mới có cần một đồ sâu anh em ạ. Để xem tôi có cần được cái sâu này không.
Sợ thiếu anh em. Ồ thiếu thật anh em ạ. Thiếu. Ok, trước mắt là như vậy đó. Được rồi. Thì được rồi, đến tới đến cái event hôm nay. Để xem coi 240 vé anh em ạ. Tại sao đổ những con này nó lại mắc hơn nhỉ, trong khi tụi bay đều là R17 hết. Kỳ thế. À hai con này bây giờ là nó thuộc dạng là mảnh nó cho free anh em. Cái này con là con Hinata cho trong xem trong video nhá. Con Onoki này thì anh em làm daily hàng ngày nó cũng cho rồi. Ồ. Okay. Ôi mình đang cần con Anbu này anh em ạ. Con Anbu này. Để Anbu này để xài ấy anh em. Ui, cũng ngon này, 5 lần 100 vé được 5.000. Ôi, đổ này chết anh em, 20 đá, bú ngay luôn. Phút 500 phút. Không đá anh em, index thì đéo ai đổi, index dở hơi, thật điên lắm mới đổi index. Rồi, để xem coi là mình có 5 vé quay anh em ạ. Xem có nên chơi event này hay không anh em. Tại vì arc này cũng sắp đạt được mục tiêu á. Đây nè. Arc này sắp đạt mục tiêu anh em. Tiêu kiếm được hòm sâu nè, food nè. Đó. Đây ra được hòm sâu thì ngon anh em. Để xem coi, tôi đang phân vân. Với lại cũng phải kiếm thêm tướng anh em ạ. Arc đang hơi thiếu tướng ấy. Để mở index á. Rồi. 5 vé anh em ạ. 5 vé. Mục tiêu là có cần sâu tôn web vũ khí đó vậy thôi anh em. 300 vé nữa anh em ạ. Hoài wow. Như là cái đá bên này là ngon anh em ạ. Đá bên này là ngon này, 10 mà đưa mặt vàng ngon này, còn đá bên này thì đó, khỏi nói anh biết rắc rưởi ha. Ok let's go yo. Ui 5 đá anh em. Ok 5 đá cũng được. Ơ quầy cái này nạp càng nhiều là càng rô được mấy quả cà sau anh em ạ. Ôi lần đầu tiên tôi chơi event này anh em, bình thường tôi không có chơi, bình thường làm gì có tiền mà chơi anh em. Rách lì luôn. Ui địt mẹ game bì bối, trời ơi sao lại chỉ có cả bộ môn như thế này á. Ui ác ôn nhở. Ui ác ôn phết anh em ạ. Ui đi vào cái hôm này phải ngon không. Quá cần sâu đi, quá cần sâu tôi đỡ được một tuần cày chiều đấy. Ôi, phút rồi anh em. Còn à, một vé anh em ạ. Thôi, nhận vàng nha. Ôi, mẹ nhiều vàng thế. Vàng này sẽ khi nào hết. Vàng này mà tôi chờ lucky chết sợ hoài không ra anh em. Đéo hiểu. Ok, vé cuối nhá. Cho gì cho anh em ạ. Không quan trọng lắm. Ok, thật phải cho gì tôi lấy cái đó. Không quan tâm anh em. À, phần gold này thì 10 vé, 20 vé, 50 vé, 100 vé. Này sẽ đổi tướng. 225. Tôn thì toàn đồ cùi thôi anh em ạ, toàn đồ cùi thôi. Chả có cái tôn nào ngon mình cần mình xả. Đây có cái tôn của con sặc ấn anh em. Ặc này có sặc ấn mà chưa có tôn anh em ạ. Đâu rồi? Ôi bú ngay anh em, bú gấp. Mấy khi mà như tôi nhớ là rương sặc sặc ấn là hình như là có đồ cho ít kinh ấy, mình kiểm tra kỹ anh em. Tôi kiểm tra kỹ một xíu nhá, để xem coi. Hidan nè, Sakura nè, Hinata có luôn này. Ôi, Jihakushu có luôn anh em, trong này nó có hết rồi. Ây da, thế thì không cần đâu anh em ạ, thế thì không cần đổi nữa đâu, đổi tướng ngon hơn anh em. Nhưng quan trọng là mình xem coi là mình thiếu cái gì cái đó. Tướng thì đặc này cũng không thiếu anh em. Bây giờ đang cần đặc này đang cần lên con Anbu Anbu K4 này. Same có rồi này, Sasuke Suno có rồi, Anbu Kakashi chưa có. Để xem coi. Đặc này là 100 mảnh sẽ lấy Anbu à. Hay giả Anbu hay là chọn tướng em, đang phân vân anh em. Ê, anh mua Kakashi à? 70 mảnh anh mua Kakashi à? Nên không ta? Mình tức về sau thì mình thiếu nào đâu ta? Tức về sau thì thực ra là... À, nó chỉ đến giới hạn thôi anh em ạ. Nó chỉ đến giới hạn thôi. Vậy thì lấy anh bu anh em, lấy anh mua Kakashi ngon hơn. Cái kiềm lấy cái tool anh em ạ. Bú cái tool. Thơm phức luôn. Từ xem anh mua Kakashi được mấy mảnh rồi. Anh mua Kakashi.
Anbukakashi. Anbukakashi. Rồi. Đây em, không mạnh em ạ. Ui giời, quật luôn. Quật cho nóng anh em. Đây, 70 mảnh nha. Mình lấy vừa ghép một tướng thôi anh em ạ. Đá tím mình nhiều mà, mình nâng cái này chả được anh em. Đó, lấy kick index, speed các kiểu các thứ. Rồi, ok con dê ha. Bây giờ mình chơi để mình lấy tool nha anh em. Mình chơi để mình lấy cái từ từ. Ặc này ngày mai nạp thêm 50 đô anh em ạ. Tôi xem lại đó. 50 đô là có cái gì? 200 vé. Nếu mà 200 vé thì đủ mất tiêu rồi anh em. Chơi làm gì nhỉ? 200 vé đủ mất tiêu mẹ rồi. Nhưng mà cũng cần vũ khí. Ây da. 225. 200 là 400. 400 là mà đủ vũ khí anh em ạ. Đúng nhỉ? 400 đủ tool đúng không? 400 đủ tool, dư 22. 160 anh em. 160. Mà cái này là 2 ngày. Thì không biết ngày mai reset không. Nếu mà reset là ui mẹ lên được con sạc ấn gây 6 luôn. Đi đấm Inter server mới thì perfect luôn anh em. Ok, chơi luôn nhá. Chơi luôn anh em. Là mình thiếu à 160 à? 160 là 10 nè. 20 nè. Ui đi mẹ nhiều thế. 200 lần là cũng 12.000 vàng anh em. 300 lần. Ui 300 lần, 300 lần. Ui 300 lần mẹ thoải mái anh em ạ. Chơi luôn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ là ạc này đang có mục tiêu anh em. Ôi ạc này bây giờ đang thèm hòm sâu này lắm. Ở dưới đây tôi không cần nha, tôi cần cái hòm sâu này nè. Cần lắm luôn đấy. Đói sâu mà anh em, ạc nhiều vàng má. Mấy khi đâu, nạp lên mấy hồi. Tôi nói vậy thôi chứ mình chơi là mình cũng phải hợp lý nha anh em. Xem nào. Đấy, một phát nó được mốc 50 nè. Ok. Let's go. Ra được cái hòm sâu thì đỉnh luôn. Chơi anh em. Cứt, cứt. Đã ngon. Cứt, cứt. Cứt. Ngon. Ngon. Cứt. Đi mẹ anh em ạ. Ui giời ơi. 680 vàng. Được 6 viên đá. 100 vàng một viên đá, vãi lột mắc thế. Tách cả lìn. Ok. 10 vé anh em ạ. Ủa 10 vé ở đâu ạ? Ủa 10 vé ở đâu ạ? Ok. Tiếp anh em. Cảm giác chơi này như chơi lucky jackpot anh em ạ. Đá tím. Ui ngon đá khóa này. Ui được index. Ui index tiếp ạ. Ôi được vào index. Vẫn đách lỗ chết đấy. Ui, vậy đách lỗ lắm anh em. Mấy cái khóa tẩy đồ được nè, mấy cái này ngon nè. Vẫn đách thì nó lại hơi dở anh em ạ. Ui, mẹ vào với mấy cái ô trên khó lắm ấy. Ui đá đi index ạ. Ui. 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 Tao mày. Tôi reset phát. Ủa, sao lại reset? Không reset à? Đâu? Không reset được à? Ui, bịp à? Phải 4. Đéo reset được anh em ạ. Bịp phải đái luôn. Hero khi nào mới ra cái ấy? Ôi ngon này. Được 8 viên này là ngon này. Ui, địt mẹ game bịp phải lồn anh em ơi. Ui, ui. Ui, đéo nhích lên phát nữa. Ui. Ôi, 8 viên ngon này, 8 viên này cũng được rồi, anh em. À, và cứ mỗi lần roll 10 là được 10 vé à? À, ôi, cứ đối thế là phải roll đến nơi đâu anh em. Roll đủ mốc là được. Đá này, ngon này. Ngon này, ngon này. Địt. Địt. Đẹt. Đẹt. Đừng như vậy mà. Ôi, được tí đá anh em ạ. Ui. Bao nhiêu rồi? 285 anh em. 285 rồi. Ui vẫn chưa về bờ anh em ạ, vẫn đang lỗ anh em. Ui. Ui đá, ui. Đừng vậy mà, đừng vô index. Ui không. Cảm giác cái này phải đến mốc mới lên hay sao anh em. 10 phát rồi nha. Là 6.800 vàng rồi nhá.
để xem cái mục tiêu của nó thôi. Đây, 9 nhân vàng này. Pack này. Ôi. Đó. 12.000 vàng có quả tun anh em. 12.000 vàng có quả tun đấy. Để ý nhá. Rồi, ok. Để xem coi là ui hết vé này em ạ. 200 mình mới có là 315 anh em ạ. 315. Ok. Ui. Ui gì đây? Ủa bịp phát này ơi. Ủa trông bịp phát cái đấy. Toàn bộ index rồi ạ. Ôi. Trông bịp lắm, trông bịp lắm. Làm mấy phát nữa nha anh em. Đổi điểm đổi đồ thôi. Ủa đá này ngon. Ui. Tôi đố anh em vào được 3 cái ô này đấy. Thiệt luôn đấy. Mà đúng rồi, mới có 6.000 vàng hơn mà đòi vô rồi thì cũng hơi điêu. Đúng là nếu mà mới 6.000 vàng hơn và được hơi bị điêu anh em. Quá điêu luôn đấy. Ui. 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 Ui index. Ui. Ôi mẹ nó nhảy từ từ đến chết luôn anh em ạ. Đúng kiểu bịp luôn anh em. Ra hòm sâu này khó lắm. Đéo ăn gì ăn của chúng nó đâu. 3-3-4-5 rồi. Hai phát nữa. Ok, ok, ok. Dead. Ê, sao ta không nhảy góc trên này nhỉ? Ok, bao nhiêu rồi? 355 anh em. 35 ngày mai được 200 nữa. Rồi, phát cuối này. Phát cuối anh em ạ, đéo được nghiện đâu. Nghiện là dở đấy. Ui nó tím ạ, đi con mẹ đéo đây. Đừng mà, đừng lên đất nữa. Trời ơi. Ôi không ổn anh em ơi. Ok 390 nhá. Để xem coi là Lucky Store gear này. Đó 180 đúng không? 180. 400 và 580. Ngày mai 200 nữa đủ. Rồi đéo chơi nữa. Hợp lý luôn. Xin nhá. Xin có sạc ấn nhá. Sạc ấn thì tôi đi đấm nhau anh em ạ. Để đấm meter thôi. Ôi tại vì căn bản là mấy con này nó bùi đổ nó dễ anh em. Nhét 30 speed vào mà vẽ. Ôi đổ né một. Có sát một cái thôi. Ôi thì gây 6 đơn giản. Ôi thì con này gây 6 đơn giản rồi. Mai 50 đô nó bú cái tool là xong anh em. Perfect luôn. Ôi. Cái pack này kiếm cái tool con ma 6 nữa. Ôi giời ơi. Đẹp trai luôn anh em ơi. Tới luôn. Hợp lý. Đó còn 3.000 anh em. 3.000 mình tiêu mua cái gì lấy 500 sâu. 3.000 500 sâu 80 đá. Cảm giác nó không xứng đáng lắm anh em ạ. Không xứng đáng lắm. Đó đã luôn. Tôn luôn. Ơ what? Ơ what? Why what the fuck? Tôn tới đâu? Open it and get. Vậy là nó trong túi đúng không em? Đâu? À đây. Vách cả lìn ạ. Game bị điên à? Sao không cho luôn đi? Phải mở. Game dở hơi anh em. Mất thời gian thế. Đó, đẹp trai ngay. Đẹp trai ngay. Ồ, có một phay anh em ạ. Trông vậy thì có một phay à. Ôi, tới luôn. Ngon. Hai quả chục này nữa. Ôi, bá chủ anh em ạ. Tới bến luôn anh em, bá chủ luôn. Ngon luôn. 8.000 phút. Ôi, ạc này nạp. Kinh vãi cả đá anh em. Bá chủ cũng trên luôn. Đó. Ok chưa? Ăn bu à? Ăn bu bỏ đây đi.
Lấy speed vô. Lấy speed vô đi đấm nhau anh em. Trời ơi. Đi vô Inter khóa mõm mấy ông cụ 1600 nhá. Mấy ông cụ 1600 gặp tôi cẩn thận nhá. Ý tôi là gặp bạc này nhá. Ý tôi là gặp bạc này thôi anh em ạ. Ok, remove. Này ba cụ ấy này, này chưa có anh em ạ. Ok. Nó cũng như nhau hết mà anh em. Không ảnh hưởng gì mấy đâu. Từ từ có mình thay dần anh em. Tại vì server mới nó đang hơi ít ấy. Hơi ít là tool. Đó, dư được một hòm anh em ạ. Cảm giác ôi nhìn mấy đá này. Rồi, thì này sắp tới sẽ úp công cuộc úp lên con anh bu này cái 6 thôi. Đó, sâu thì xài Reliant Lab rồi. Đây, anh xem cho server này nhá. Server này thì hơi bị ao anh em ạ. Áp đảo quá. Áp đảo quá anh em. Đó. Ôi, VIP 0 này. Mấy ông nào không có ma top thì chắc là mấy ông nhảy server anh em ạ. Nhưng mà tôi cảm giác nhiều ông vẫn chơi nhá. Đây nha, cho anh em xem nè. Bot hồi sáng đây nè. Đó. Uchiha Sasuke nè. Đó, Selfie nè. NGL nè. Tynit nè, vẫn chơi. Tôi sẽ kiểm tra ông mấy ông nào chơi đây. Đây NGL nè, đó vẫn chơi này anh em. Hay đây Madara luôn, VIP 0 luôn, Indora luôn. Đó. Đó, Uchiha Sasuke nè, vẫn chơi. Nhưng mà mấy con này nhảy server thôi chứ chơi gì nữa. Ôn VIP 3 này, vẫn chơi VIP 1 mà. Đây, tôi thử đấm này cho anh em xem nha. Thấy là Anbu đi trước là nó có lợi thế như thế nào anh em ạ. Lợi thế lắm. Cố bu Anbu đến nơi đến chốn anh em, bùi tóc cao quá. Vô đi đầu với thằng Asuma với lại Natop anh em. Mặc dù nó chỉ là hên xui thôi anh em, nhưng mà tôi cảm giác là mình sẽ nhân phẩm cao anh em không. Đó. Ôi cái gì ấy. Ôi cái gì ấy. Cái gì ấy. Ôi, bay hàng sau anh em. Bên kia bị quick bay hàng sau rồi. Đã luôn. Đó, Madara có tool. Boom. Ok, hợp lý. Bên này con bi của nó có phản đam anh em. Rồi. 7 đuôi. 7 đuôi này 4 sao anh em, đỉnh luôn. 7 đuôi này 4 sao luôn nhá. Ồ, trâu lắm. Tầm này chỉ có Asuma vào gánh thôi. Tôi chỉ buồn cười một cái là con ma top này không gây 6 anh em, bựa thật chứ. 7 sao mà không gây 6 á. Đúng khắm lọ luôn. Tôi quỳ ông chủ ạc. Ông kêu chờ đợt sau, ông kêu anh em chờ đợt sau ạ. Hơi buồn cười anh em ạ. Ok luôn. Con Inora bây giờ nó cũng fix bớt lỗi rồi anh em ạ. Không phải nhất thiết là Vĩ mới giết được nó nha. Đam anh em to anh em giết được. Nó có tỷ lệ nào đó nó không có nhảy được Perfect Shusano ấy. Ừ. Chứ không phải là cái mặc định là con này nó sẽ chạy Perfect Shusano hoài anh em. Không có đâu. Sai lần. Ui không sai lần được anh em ạ. Không sai lần được anh em ạ. Hay có ma top không? Khác biệt phải lìn luôn. Không có ma top thì sao mà ăn thua được. Ôi, thấy không? Con Idora nó vẫn bị lỗi đấy. Nhưng mà mình nhớ không nhầm là nó sẽ có tỷ lệ nào đó nó không chạy được cái Perfect Susano anh em. Thì nó vẫn chết thôi. Hơi khó chịu một xíu thôi anh em ạ. Con này nó cảm giác nó miễn không chế rồi đấy. Chặt đúng đau luôn anh em. Cảm giác là miễn không chế rồi đấy. Ui. Em thấy nó gạt chết đu 7 luôn kìa. Đúng điêu luôn. Sợ thì chứ. Còn nói chung là Inora này, ông nào lên gây 6 thì đỉnh rồi. Gây 4 là nó thọc hết cả người luôn. Khổ. Trên người khi nào cũng có hai lớp channel ạ. Máu nó còn dính liền với nhau chứ trông ghét thiệt. Mà
Mà về sau này vĩ khỏe anh em, vĩ khỏe xử lý cái đám này dễ à. Đấy nó lại chạy xuống channel này. Khó chịu thiệt. Đâu có mất đâu anh em. Khó chịu lắm. Nó mà ra chết rồi này. Con này thì bất lực của nó luôn. Đấy nó là miễn không chế anh em. Nó cứ ulti hoài à. Khó chịu thật sự. Nó có 7 vĩ 4 sao đổ lên chơi sướng lắm anh em. Cầm lặng. Ui không chết đâu anh em ạ. Nó lại chạy cái kia thôi. Anh hiểu không? Nó kể nó bị lỗi lỗi kiểu này đó. Nhưng mình nhớ không lầm là đánh một thời gian nó cũng sẽ chết thôi. Có cái đợt mình đánh một thời gian nó chết đấy. Chứ không nó không bất tử hoài đâu anh em. Ui mẹ đéo phải khó chịu thế. Đấy chuyển năng lượng này. Chết đâu. Đấm. Đó chết luôn. Trận bài anh em. Nghe là mình vẫn chưa hiểu rõ cái cơ chế của nó lắm. Chắc là nó có cái tỷ lệ nào đó anh em ạ. Nó có cái tỷ lệ nào đó hoặc là nó có số lần giới hạn nhất định thôi. Nhưng mà nếu nó bị vĩ thổi nó vẫn sẽ chết luôn nha anh em. Nó bị vĩ thổi nó vẫn sẽ chết luôn nha. Mà rài trâu khỏi bàn anh em ạ. Không biết new 7 lắm chết là nó anh em. Hiện tại combo thì new 7 vẫn là đỉnh nhất rồi anh em ạ. New 7 vẫn là một cái gì đó gọi là quá khác biệt rồi. Mặc dù nó chưa mở, mặc dù nó chưa mở bắt môn nha. Nhưng mà nó vẫn quá đỉnh anh em. Chết luôn này. Ok hợp lý luôn. Đam cao nhất là chắc là Indora cao nhất thôi. Mình tôi nghĩ thế. Ui new 7 anh em ạ. New 7 258 triệu đam. Indora 32 triệu đam. Ok. Ok hợp lý rồi anh em. Này tiêu vàng cũng khá khá là ba mấy hai mấy k ấy. Nhưng mà đồ thu lại cũng ổn anh em. Không phải là quá tệ. Rồi dù sao thì từ cái con Lucky này ngày mai mình ăn thêm lại lên 100k bây giờ mà 200k bây giờ mà. Được rồi. Thì anh em nào mà có event này á, bắt đầu có event này nha, thì anh em liên hệ mình. Mình nhận nạp event này hết nha. Giá nạp nó sẽ hơi khác một xíu thôi. Ok ha. Và mình vẫn nhận nạp vàng event này. Event này mình nhận nạp luôn nha anh em. Và nạp thường. Được chưa? Nạp thường nè. Tất nhiên rồi. Và kể cả event, kể cả dịch vụ xem đá, đá tím. Anh em nhìn số lượng đá tím ở đây là anh em cũng hiểu rồi nha. Mỗi ngày 60 viên là mình nhận xem nha. 75 viên thì dễ bị lỗ cho nên mình không nhận. Mình nhận mỗi ngày 60 viên thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ link Facebook mình nhớ phần mô tả ha. Mình là Vui Pha, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhé. Bye bye.